Chào đón cả nhà, mình tiếp tục quay trở lại với kênh đồ sưu tầm anh em nha. Hôm nay có về rất là nhiều sản phẩm độc và lạ, và độc và lạ nhất đó là hai mã số 1 và số 2 nha cả nhà mình ha. Không thể bỏ qua nha. Đây được xem là một trong những sản phẩm mà khó kiếm được sản phẩm thứ hai trên thị trường nha. Đầu tiên là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình, đó là một cái con trâu nha. Một con trâu mang đậm phong cách miền quê Việt Nam mình ha. Trâu rất là to, chất liệu bằng đồng nha. Full đồng luôn ha. Cả cái đế dưới cũng bằng đồng luôn. Đặc biệt là con trâu có cổng một cái viên ngọc pha lê rất là đẹp. Đây là một viên ngọc pha lê màu vàng nha. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Và đựng để trên một cái lưng trâu rất là đẹp. Con trâu cổng viên pha lê ha. Con trâu này rất là to, tổng trọng lượng là 8,2 kg cho tác phẩm này nha. Hôm nay đã có về được hai con, và chiều dài tổng thể nó có 43 cm. Và chiều cao là tầm lên đo lên tới viên ngọc là khoảng 34 cm nha. Chất liệu bằng đồng ha. Bao cả nhà mình chuẩn đồng chuẩn đẹp luôn nha. Và cũng khó có kiếm được một cặp thứ hai nha. Hôm nay có về được hai con, đây là con đầu tiên giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi đây là mặt sau nha. Đó, một con rất là to, cao, khổng lồ. Rồi, một con về có giá giao lưu cả nhà mình là 4,9 triệu ha. Một con rất là đẹp của ngày hôm nay nha. Nếu mà bỏ qua cơ hội này cũng khó có kiếm được một cơ hội thứ hai để sưu tầm một sản phẩm đẹp như vậy ha. Đây là mã số 1. Đó, tiếp theo là mã số 2. Thì hôm nay là chỉ duy nhất hai con nha. Kiếm được con thứ ba nữa là hơi khó ha. Hôm nay có một cặp, một con là cổng quả pha lê vàng, một con là cổng pha lê tím. Con pha lê tím này là tổng trọng lượng là khoảng 8 kg cho cả nhà mình ha. Chiều dài tổng thể là cỡ khoảng 42 cm. Rồi chiều cao đo lên tới viên pha lê là cỡ khoảng là 32. Chất liệu con trâu cũng bằng đồng nha. Có hai con. Hôm nay là có về được hai siêu phẩm để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Con này là pha lê tím. Đây cả nhà mình cùng xem nha. Đây một viên pha lê màu tím rất là đẹp ha. Thì con này cũng đồng giá với con kia là 4,9 triệu cho cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm luôn ha. Rất là to nha, to khổng lồ. Đây mã số 2. Rồi số 3 của ngày hôm nay thì có đem còn được một con Phật Di Lạc ha. Phật Di Lạc hay còn gọi là Phật Cười nha. Nhìn ông là mọi buồn phiền đều tan biến ha. Ông cười rất là tươi nha. Xuất hiện lúc nào cũng kèm theo là cái bao tiền và cái thỏi vàng ha. Và chiều dài tổng thể là 39 cm. Rồi chiều cao của tượng là 20 cm, và trọng lượng của tượng Phật Di Lạc này á là 8,7 kg. Cả nhà cùng xem mặt của ngài nha. Ông cười rất là tươi ha, rất là thần thái nha. Cửa đái cũng có chuyện luôn ha. Sản phẩm này rất là to, rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm. Sản phẩm này có giá vô luôn cả nhà 3,8 triệu ha, cho tượng Phật Di Lạc ở mã số 3. Rồi mã số 4 thì hữu duyên với cả nhà mình là hai cái tượng về công giáo ha. Chất liệu bằng đồng nha. Trong mã số 4 thì có hai tượng, tượng mẹ và tượng chúa nha. Mỗi tượng thì tầm trọng lượng cả khoảng 2,5 kg. Chiều cao của mỗi tượng là 40 nha. Đây là tượng cao ha, cao 40 cm, bề ngang là khoảng 10 cm, và mỗi một tượng có giá giao lưu cả nhà 2,2 triệu cho một tượng ha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Mỗi một tượng đều đồng giá là 2,2 triệu, thì cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm tượng nào thì báo em. Tượng cao 40 cm nha, rất là cao to ha. Rồi đây là tượng chúa nha, rất là đẹp ha. Rồi đây là mã số 4 ngày hôm nay nha. Xem được nhớ em cho xin một like và đăng ký kênh ha. Rồi mã số 5 thì có hai tác phẩm để giới thiệu cùng cả nhà mình đây. Mỗi một tác phẩm là có giá giao lưu cả nhà 1,2 triệu. Thứ nhất là con hổ đứng trên cái hổ leo núi, và con rồng thổi vàng nha. Hổ leo núi chiều cao là 20 cm, và bề ngang là tầm có khoảng là 16 cm ha. Chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà cùng xem tượng hổ leo núi trước nha. Đây cả nhà cùng xem đây, rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm ha. Chuẩn đồng, ở đây có chuyện luôn. Ở đây là có 4 chữ ha. 4 chữ này thì chưa dịch được nha. Thì ai mà có dịch được thì nhớ bình luận giúp em ha. Đây là hình ảnh con hổ leo núi ha. Bộ này là con rồng thổi vàng, rồng đứng trên một cái thổi vàng rất là to. Đây cả nhà cùng xem ha, rồng thổi vàng nha, rất là đẹp ha. Con rồng rất là to, ở đây có chuyện luôn ha. Và mỗi tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà 1,2 triệu một con nha. Thì rồng thổi vàng là cao có khoảng 19 cm, và bề ngang tầm có khoảng 14. Đây là mã số 5 ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo số 6 thì giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình là còn được Di Lạc cánh tiền. Đây được xem là một những tác phẩm rất là đẹp về Di Lạc ha. Ông Di Lạc đang gánh nguyên một cái, bên đây là cây gậy như ý nha, bên đây là hũ tiền, bên đây là những cái sâu tiền rất là đẹp. Ông cười rất là tươi ha. Tác phẩm này có tổng trọng lượng là 1,2 kg nha. Chiều cao tổng thể của Di Lạc cánh tiền này có khoảng là 16 cm, và bề ngang tầm có khoảng 13 nha. Và có giá giao lưu cả nhà 1,2 triệu cho Di Lạc cánh tiền ngày hôm nay ha. Đấy có chuyện luôn nha. Đây là mã số 6 nha.
rồi số 7 rồi ngũ hộ thần tài, là bao gồm 5 ông thần tài nha. Mỗi đây là một những tác phẩm rất là đẹp, rất là hay ha. Tổng trọng lượng là 2 kg cho tác phẩm này nha, và chiều cao là khoảng là 17 cm. Bề ngang của ngũ lộ thần tài này là khoảng 12. Chất liệu được làm bằng đồng nha. Đây ngũ lộ thần tài rất là đáng để sưu tầm ha. Ở đáy này có chuyện luôn. Và tác phẩm này có giá giao luôn cả nhà một triệu tư nha, 1,4 triệu cho 5 ông ha. Cái này để chung với thần tài hộ địa thôi, khỏi chê ha. Đây cả nhà cùng xem nha. Ở đáy có chuyện luôn ha. Đây là mã số 7. Rồi số 8 thì Tam Thế Phật, hay còn gọi là một bộ Quan Âm Di Đào Đại Thế Chí Bồ Tát nha. Bộ ba tượng ha, chiều cao tổng thể là 24 cm, đứng trên một cái trụ rất là đẹp, và bề ngang là 10 cm nha. Và một bộ Tam Thế Phật như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,4 triệu nha, cho một bộ Tam Thế Phật ha, Quan Âm Di Đà và Đại Thế Chí Bồ Tát, mà số 8 ngày hôm nay nha. Rồi số 9 thì không thể nào bỏ qua được một hũ chư tài hút lộc, hũ cốc ha. Đây là gồm có 4 con cốc thả tiền vào trong cái hũ nha, và đường kính là có khoảng là 11 cm, và chiều cao là 11, bề ngang là có khoảng 11 cm luôn nha. Trên đây là có 4 con cốc thả tiền vào trong hũ này rất là đẹp ha. Hũ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 950.000 nha. Trên đây có chạm hình ảnh, chạm dơi tài lộc luôn ha, đầy đủ nha, rất là đáng để sưu tầm ha. Mã số 9. Rồi mã số 10 đó là một chiếc thuyền bồm thuận bồm xuôi gió nha. Một trong những tác phẩm rất là hay nha, hình ảnh con rồng đang chở một chiếc thuyền bồm nha, với nghĩa là thuận bồm xuôi gió ha. Chiều cao là có khoảng là 19 cm, rồi bề ngang là tầm 20 nha. Ở trên đây có đầy đủ có hình ảnh những cái chú cá heo dưới biển nè, con rồng ha, chở đầy vàng bạc, thuận bồm xuôi gió nha. Rồi có giá giao luôn cả nhà 200.000 cho mã số 10 ngày hôm nay nha. Rồi 11 thì không thể nào bỏ qua được một tác phẩm về sông Trầm ha. Sông Trầm bằng tay Phật, hình ảnh mẹ Quan Âm chính giữa nha, đang cầm cái hoa đó, hoa sen ha. Ở dưới là hình ảnh hoa sen, ở trên là một bàn tay Phật rất là to. Khi mà mình về mình sử dụng trầm tháp mình bỏ lên đây thì trầm nó sẽ bay xuống đây, tạo thành một hình ảnh rất là đẹp nha. Sông Trầm bằng tay Phật có giá giao luôn cả nhà mình là 950.000 nha, chiều cao là 21 cm, tổng trọng lượng là 1,2 kg cho tác phẩm mã số 11 ngày hôm nay ha. Còn mã số 12 đó là một tác phẩm rất là hay, là tại bàn, tại bàn bay trên Vạn Lý Trường Thành nha, một những tác phẩm rất là đẹp. Tại bàn nó đang tung cánh ha, bay trên đây là hình ảnh Vạn Lý Trường Thành nha. Chiều cao là 23 cm và bề ngang tầm khoảng 14 nha, chất liệu đồng nha. Đây cả nhà cùng xem ha, tại bàn Vạn Lý Trường Thành đây đang trên một vách núi rất là đẹp ha. Và có giá giao lưu với cả nhà 1,5 triệu cho tác phẩm mã số 12 ngày hôm nay nha. Rồi 13 là một chuyện rất là hay, Tam Hạc Đạp Long Quy. Đây là một cái đỉnh Tam Hạc đạp trên một con Long Quy nha, ba con hạc ha, đạp hình ảnh ở dưới là hình ảnh con rùa quá rồng Long Quy, chiều cao là cỡ khoảng là 29 cm, và bề ngang tầm của tác phẩm này là cỡ khoảng là 13,5 ha, và ở dưới con rùa là khoảng 20. Đây là một tác phẩm rất là đẹp ha. Đây là một cái đỉnh nha, đỉnh Tam Hạc Đạp Long Quy, hay gọi là Tam Hạc Cởi Long Quy ha. Đây ở đáy này mộc này có chuyện luôn nha, chuyện gồm có 6 chữ ha. Có giá giao lưu cả nhà 1,8 triệu cho tác phẩm mã số 13 ngày hôm nay nha. Mã số 14 thì đó là một vật, đây là một tượng của Trần Quốc Tuấn nha, đi vào lịch sử Việt Nam mình ha, hay còn gọi là Hưng Đạo Đại Vương nha. Tượng này rất là to, tổng trọng lượng là 3,8 kg cho tác phẩm này ha. Ủa không, xin lỗi cả nhà mình, 3,6 kg, và chiều cao là 39 cm, gần 40 cm nha. Đây là một tượng lớn, và bề ngang là tầm có khoảng là 13 cm. Đây là tác phẩm là Hưng Đạo Đại Vương nha, tay cầm binh thư ha, tay cầm cái kiếm, hay còn gọi là Hưng Đạo Đại Vương nha. Kiếm có khắc chữ ha, ở trên cái bệ này là có những hình ảnh, những câu nói rất là nổi tiếng của ông nha, rất là đẹp ha. Tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà 3,8 triệu cho tác phẩm Trần Quốc Tuấn, 39 cm, mã số 14 nha. Rồi 15 thì là một cặp bình đồng nho sóc hàng thủ công nha. Đây được xem là một những cặp bình rất là đáng để sưu tầm ha, hàng thủ công, chiều cao 30 cm và bề ngang tầm 25 ha, chất liệu bằng đồng nha. Đây cả nhà cùng xem ha, nho sóc, những chú sóc với những vườn nho rất là đẹp, gò tay rất là tỉ mỉ từng chi tiết ha. Tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà 2,6 triệu, mã số 15 nha. Mã số 16 ngày hôm nay là một cặp bình đồng được tái chế lại rất là đẹp. Đây được xem là một trong những sản phẩm hàng tái chế lại nha. Tổng trọng lượng là 6 kg cho tác phẩm này ha, và chiều cao là 32 cm, và bề ngang là tầm có khoảng 14 cm, rất là đẹp. Cái này về chưng bông, chưng hoa và trưng bày sưu tầm thì thôi khỏi chê ha, rất là đẹp nha. Ở đáy này thì nó có chữ là 1945 và 105 mb ha. Thì tác phẩm này có giá giao lưu cái nhà 2,8 triệu ngày nhỏ số 16 ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 17.
là một con rồng ha, thể hiện cho quyền lực, sức mạnh, sự thăng tiến, thành công trong công việc thì không thể nào bỏ qua con rồng này nha. Một điều đặc biệt ở chỗ rồng này là nó đang nằm trên trái đất ha, trái đất trên đây có hình ảnh chạm những con đại bàng nè và vạn lý trường thành nha. Đây là một những cái tích rất là hay ha. Con đại bàng, con rồng này chiều cao là tầm 60 cm và bề ngang tổng thể của con rồng này là 31 và trọng lượng thì khoảng 8 kg 3 ha. Và tác phẩm đại bà con rồng đang bay trên vạn lý trường thành này có giá giao lưu với cả nhà mình là 4,5 triệu nha, 4,5 triệu cho tác phẩm mã số 17. Cuối cùng ngày hôm nay là một siêu phẩm nha, mã số 18. Mã số 18 cũng là mã số cuối cùng của clip chiều ngày hôm nay nha. Đó là một cặp bàn ủi full đồng ha, năm 1908. Một điều đặc biệt nhất đó là nó hai bên nó chạm hai con rồng nha, hai con rồng nổi. Đây là một cặp bàn ủi full đồng năm 1908, hai bên chạm hai con rồng rất là đẹp nha cả nhà ha. Một con trống và một con mái. Trên trước mặt màn hình của mình đó là một con trống và một con mái nha. Đây là con trống ha, con trống thì nó hơi cao hơn nha. Ở bên hai bên đều chạm rồng rất là đẹp, chạm rồng nổi ha, quyền lực sức mạnh nha. Bên cặp này rất là nặng tài, ở trong còn đầy đủ các chỉ thang luôn nha. Và ở bên một bên nó có khắc chữ 1908 như cả nhà ha, nó chữ hơi màu, cả nhà có thể là vệ sinh lại phía trong nha. Một cặp như thế này đầy đủ trống mái luôn nha, và tất cả đều là full đồng hết, cán bằng đồng luôn ha. Đây là con mái này cả nhà cùng xem nha. Thì bàn ủi mà full đồng hết thì ít có gặp trên thị trường ha, đa số mình chỉ thấy cán gỗ thôi, còn này là cán đồng luôn thì ít có thấy nha. Cặp này nặng tới 15,5 kg, toàn bộ đều bằng đồng ha. Và một cặp như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 7,5 triệu nha, 7,5 triệu cho một cặp bàn ủi như thế này ha. Đây cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ kênh bên em nha. Xem được thì nhớ cho xin một like, lượt đăng ký kênh ha. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nha. Rồi, xin...